mà những người thông minh như em mình đâu được cách ly được vậy? Phụ nữ sống bằng cái não và cái óc, mình phải biết cách mình nói như thế nào. Để một tí về nhà đó em sẽ nói lý do làm sao mà bị cách ly hay là lý. Không thông minh là những người đó bị cách ly, chị hiểu không? Còn những người thông minh như em mình đâu được cách ly được vậy? Phụ nữ sống bằng cái não và cái óc, mình phải biết cách mình nói như thế nào. Để một tí về nhà đó em sẽ nói lý do làm sao mà bị cách ly hay là lý do sao là không bị cách ly, em sẽ giải thích cho mọi người nghe. Tại vì ở đây còn thói quen rất là nhiều, mình nói người ta sẽ nghe, người ta sẽ bắt em đó. Nên là một tí nữa em về nhà tới Bình Dương thì em sẽ giải thích cho mọi người nghe từng chút từng ly từng tí nha. Cách ly chị, nếu mà em bị cách ly là cách ly bên trong rồi, đâu được ra ngoài đâu, đâu thảnh thơi như vậy đâu. Mình á người phụ nữ là mình khô bằng cái não á chị, nên là về là không bị cách ly. Ok, tí nữa lên xe Harry sẽ live stream nói về vấn đề cách ly hay không cách ly cho mọi người nghe nha. Đây bây giờ rất là vui nhé. Mình trong cái thời điểm này á là mình phải tìm hiểu những cái gì mình, những lúc mà mình đang bị như thế này, mình về Việt Nam thì mình phải tìm hiểu như thế nào là nó có bị cách ly hay không. Thì mình sẽ học theo cách một người nào đó, hay là mình sẽ lên ra được. Nên là chút nữa Harry sẽ livestream nói về vấn đề cách ly cho mọi người. Nếu mọi người không muốn cách ly thì mọi người Harry sẽ giải thích cho mọi người nghe để mọi người. Các bạn thân mến, đây là một đoạn video của một cô gái livestream trên Facebook. Mình vừa xem xong, mình cảm thấy rất là bức xúc. Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn. Thưa các bạn, cũng trong ngày 26 tháng 2, Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận thêm 115 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới nhất. Tổng trường hợp bị nhiễm tại quốc gia này lên đến là 1.261 người. Cũng trong sáng nay 26 tháng 2, Hàn Quốc thông báo có thêm 169 ca nhiễm mới. Như vậy, chỉ trong ngày hôm nay, Hàn Quốc số người nhiễm dịch viêm phổi SARS-CoV-2 gây nên tại nước này đã tăng thêm 284 người. Cho tới nay, số ca tử vong tại nước này lên đến 12 người. Phần lớn các ca nhiễm mới đều ở Daegu, thành phố lớn thứ tư của Hàn Quốc. Đây là những tin tức từ báo VOV. Như các bạn đã biết, video mà cô gái này livestream ở trên Facebook, cô gái này bay từ hãng hàng không Vietnam Airlines nhưng không bị cách ly. Tức là cô này bay từ Hàn Quốc về Việt Nam. Cô gái này có tên là TNT, có địa chỉ là phường Tân Hiệp Đông, thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương. Cô sống tại Daegu nhưng đã qua thành phố lớn thứ hai Hàn Quốc là Busan để đáp máy bay xuống thành phố Hồ Chí Minh, tức là Tân Bay Tân Sơn Nhất. Thì cô này live stream và cô này cho rằng chị là người thông minh nên không bị cách ly. Sống phải biết dùng cái não cái óc. Và cô ta cho rằng người thông minh nên không bị cách ly. Chị còn tự tin rằng cách nói chuyện như thế nào thì bị cách ly
và nói chuyện như thế nào thì không bị cách ly. Theo như video, cô này xuống từ Tân Bay, Tân Sơn Nhất, sau đó đi đến Bình Dương. Theo mình nghĩ chắc cô gái này não có vấn đề. Mình cũng không hiểu sao mà cô ta lại nói ra như vậy, mà lại còn live stream trên Facebook. Thì sau đoạn live stream này được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ, thì đoạn live stream này được live stream vào cô này live stream là vào ngày 25 tháng 2. Và cũng có nhiều bình luận cho rằng não cô ta có vấn đề nên mới live stream và nói ra những lời như vậy. Thì đến chiều 26 tháng 2 thì bên Sở Y tế Bình Dương thông báo đã tìm được cô gái này và buộc cô gái này phải cách ly tập trung tại khu cách ly ở địa phương. Nguyên nhân tại sao cô gái này không bị cách ly là do cô ta khai rằng cô ta xuất phát từ thành phố Busan của Hàn Quốc và cô ta không nhắc đến tới Daegu và đã được nhập cảnh. Cái đó là cô ta chia sẻ. Cái đó là cô ta cho rằng cô ta là một người thông minh. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Cảm ơn các bạn.